Nam Thư gửi lời khuyên tới dân mạng, tỉnh táo lên, đừng để bị rứt mũi. Điều tốt của Nam Thư không ai thấy, chỉ chăm chăm đào bới chỉ trích. Take care với toàn bộ nghệ sĩ tham gia sự kiện kể cả vợ Mạc Văn Khoa. Tinh tế khi quan sát và kịp thời hỗ trợ Puka. Đã ghét thì làm gì cũng bị chê, ai khóc cũng được, chỉ Nam Thư khóc liền mất vui. Nụ cười đã tắt đằng sau. Làm mentor hướng dẫn diễn xuất, Nam Thư nhiệt tình dạy thí sinh vẫn bị cho là làm màu quá lố. Những ngày gần đây, câu chuyện đón tiếp khách mời của Nam Thư tại buổi ra mắt phim điện ảnh mới đã gây ra nhiều tranh cãi. Không ít cư dân mạng lên tiếng chê trách nữ diễn viên, cho rằng cô yêu ái người này, hát hủi người kia. Có những bình luận chỉ rõ rằng Nam Thư không quan tâm đến vợ Mạc Văn Khoa, thờ ơ trước sự xuất hiện của Võ Tấn Phát. Trong khi đó, với những khách mời khác như Lý Nhã Kỳ lại được đon đả đón tiếp. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác tại sự kiện, có thể nhận thấy Nam Thư không hề có chuyện bên trọng bên khinh. Nữ diễn viên vẫn chụp ảnh cùng vợ Mạc Văn Khoa, vẫn thích kè tất cả các khách mời khi đến chúc mừng phim mới của cô. Sau khi nhận về loạt chỉ trích của cư dân mạng, cho rằng không tinh tế với vợ Mạc Văn Khoa, nữ diễn viên đã lên tiếng. Trên story của mình, Nam Thư chia sẻ lại đoạn bình luận, cho thấy vợ của Mạc Văn Khoa thương cho Nam Thư vì bỗng dưng bị cư dân mạng chỉ trích. Cô cũng gửi lời khuyên tới người chê trách mình, nói họ hãy tỉnh táo lên và đừng để bị rứt mũi. Nữ diễn viên vô cùng bức xúc vì loạt hình ảnh cắt ghép để câu view, câu like và ảnh hưởng đến cô. Nam Thư cũng chia sẻ rằng người trong nhà là cô và vợ chồng Mạc Văn Khoa còn chưa có vấn đề gì thì cớ gì người ngoài lại tức dùng. Thái độ của Nam Thư tại sự kiện hôm đó cũng cho thấy cô vô cùng vui vẻ, cởi mở chứ không có chuyện cau có với bất cứ ai. Vậy nhưng sau một vài lời đồn đoán và hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Nam Thư lại nhận về rất nhiều phản ứng tiêu cực. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Nam Thư nhận về những lời bình phẩm không tốt. Khi xuất hiện trong show giải trí với Trường Giang, lúc Nam Thư khóc và chất vấn đàn anh, liền bị cư dân mạng tỏ ra khó chịu. Họ cho rằng chương trình đang vui, bỗng dưng vì Nam Thư mà tụt mood. Tuy nhiên, có thể nhận thấy đó chỉ là cảm xúc bình thường của cô mà thôi. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh cảm thấy bản thân bị đối xử không công bằng sẽ có chút tủi thân, như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nam Thư là tuýp người mạnh mẽ, tự lập nên việc cô không nhận được nhiều sự quan tâm như những sao nữ khác vừa là điều hay, vừa là điều dở. Vì suy cho cùng ai cũng mong muốn được người khác, nhất là những người thân thiết với mình quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong show Chạy đi chờ chi, Nam Thư cũng bật khóc vì ngỡ ngàng trước màn xé bảng tên của BB Trần. Vừa chơi mà đã bị đàn em lừa như vậy, ai mà không bất ngờ và bật khóc được cơ chứ. Vậy nhưng chỉ có Nam Thư khóc là bị chê trách. Hay trong năm nay, Nam Thư nhận lời chỉ dẫn diễn xuất cho các thí sinh ở The Face Việt Nam 2023. Cô diễn hết mình, chỉ đạo nhiệt tình, nhưng lại bị cư dân mạng chê là làm lố. Ủa, rồi như thế nào mới là không làm lố? Mà nếu hướng dẫn hời hợt, thì kiểu gì Nam Thư cũng sẽ bị chê mà thôi. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, đã ghét là làm gì cũng bị chê, vậy nên Nam Thư cỡ nào cũng sẽ bị cư dân mạng nói ra nói vào. Thay vì để ý những lời lẽ tiêu cực của Giang Cư Mận, có lẽ nữ diễn viên nên tập trung vào công việc của mình hơn, đáp lại tình cảm cho những người yêu thương mình và bỏ qua những bình luận tiêu cực.